Vios anh chị ơi, Vios 2019 bản e số sàn 7 túi khí nha. Xe này thì chất xe rất là đẹp ạ, sơn rin còn nhiều, nhiều rất là nhiều luôn, cản trước cản sau là chưa có tốt luôn. Chất xe mới lắm, mà xe này hết đăng kiểm à, còn tháng nữa là đi đăng kiểm lại. À, anh chị coi cái đèn của nó mới tin nè, odo chạy được 50.000 nha. Biển số Bình Dương anh chị, mấy cái mí cản này nhìn nó khít lắm. Mà nó còn nè, giáp mí nó còn y này, chưa tốt luôn nè. Mâm lớp đẹp, đèn đuốc đẹp, rin hết nha anh chị. Số Bình Dương 61A 2019 anh chị. Ô đô chạy được 50.000 à, được lên rất là nhiều đồ chơi ha. Phim cách nhiệt, rồi tay nắm cửa mạ cà rơm, viền che mưa, ghế da, rồi màn hình Android, cam trước cam sau đầy đủ hết. Cái này tâm bán là 390 nha anh chị, 390. Hai không mười chín mà nước sơn rin còn nhiều lắm luôn, xe đẹp lắm ạ. À, mới tin à. Coi cái đèn của nó nè, màn hình Android ha. Mới lắm. Năm mươi ngàn anh chị ạ. Xe đẹp lắm, màu bạc, vỏ lốp còn ngon. Đăng kiểm này thì nếu anh chị mua thì bên Tâm chắc phải hỗ trợ đăng kiểm à. Còn không có gì, có gì về sang tên này đăng kiểm lại. Được cái là xe này nó lên đủ đồ chơi rồi. Máy mới lắm, cửa cốp cabo chưa có mở. Bên Tâm bán xe này là 390 ha. Để Tâm hỗ trợ đăng kiểm cho nhà mình luôn nha. Đăng kiểm mới cho nhà mình luôn, đăng kiểm 1,5 năm. Tới tháng 9 năm 2024 luôn. Máy móc là mới tinh. Xe này nó còn có 4 thắng đĩa ABS nha anh chị. Cửa cốp cabo là chưa có ra, máy móc là nguyên rin, chất xe là bao cọp. Để Tâm đi một vòng ha.
đèn đốt là rin hết à. Được dán phim HTTH gì nè, S phim. Rồi anh chị có nhu cầu mua xe này thì đến ô tô Di Tâm ha, và gọi vào hai số điện thoại là 0917 215 512 anh chị, và 0974 83 5522. Công ty ô tô Di Tâm thì có địa chỉ trụ sở là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn đi Google là đại lý ô tô Di Tâm ha. À, nhiều xe lắm. Xe này có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ nha anh chị ơi. Odo bao nhiêu km nè. Rồi thay nhớt như thế nào nè. Bảy túi khí nè. Cân bằng điện tử nè. Cân bằng điện tử nè. Qua lăng nè. Xe còn khá đẹp nha anh chị. Có cam ve, cam lùi đầy đủ nè. HD nè. Cam trước luôn nè anh chị. Cam trước, cam sau. Ở đô chạy 55.000. Máy móc thì nguyên rin. Máy lạnh rất là tốt, máy lạnh mát rượi luôn. Nội thất đẹp, ghế da, ghế đồ, đồ chơi full hết rồi. 390 nha anh chị. Yêu xe này thì liên hệ Tâm ha. Xe khá là mới, rất mới luôn. Và không có lỗi gì hết nha. Sơn rin còn khoảng trên 90. Máy rin 100%. Keo chỉ đủ, không mắc khoan nào hết. Không đâm va, không ngập nước. Cam kết cho nhà mình bằng văn bản luôn. Nếu anh chị đến ô tô Di Tâm mua thì yên tâm ha. À, và anh chị có yêu thích kênh thì hãy nhớ bấm nút đăng ký cho Tâm nha. Để nhiều xe up lên thì anh chị là người sẽ thấy và sẽ được chọn lựa trước ạ. Tâm xin kết thúc video ở đây, xin hẹn gặp lại ha.